Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Thanh Liên Chi Đỉnh của tác giả Tiêu Thập Nhất Mạc. Tập 39. Chương 381, 3 năm. Không có chọn bộ công pháp, vương gia chỉ có thể để Vương Minh Nhân tu luyện dưỡng nguyên quyết bất cứ người tu tiên nào cũng có thể tu luyện. Chờ hắn lớn hơn một chút nữa, lòng trung thành đối với gia tộc sâu hơn chút, lại đưa hắn đi Bách Linh Môn. Cha, con chuẩn bị luyện chế con rối thú, nhưng con còn có rất nhiều chỗ không hiểu, cha mau nói cho con một chút. Vương Trường Sinh mỉm cười, cẩn thận giảng giải cho Vương Thanh Thiến quá trình luyện chế con rối thú, gặp được chỗ không hiểu. Vương Thanh Thiến lớn mật đưa ra câu hỏi, Vương Trường Sinh lần lượt trả lời, Vương Minh Nhân ở bên cạnh nghe. Con như đã biết luyện chế con rối thú như thế nào rồi, con về phòng thử luyện chế một con rối thú. Vẻ mặt Vương Thanh Thiến nóng lòng muốn thử, bước nhanh lao về phía khuê phòng. Tứ thập nhị thúc, ta cần bế quan một đoạn thời gian, trong thời gian này, nếu có việc gì, thúc đi tìm cha ta, ông ấy sẽ giúp thúc giải quyết. Vương Minh Nhân ngoan ngoãn gật gật đầu, được, ta nhớ rồi, Trường Sinh, ngươi làm việc đi. Hắn cầm lấy một quyển điển tịch luyện khí, bắt đầu cẩn thận lật xem, trên khuôn mặt non nớt tràn đầy biểu cảm nghiêm túc. Vương Trường Sinh âm thầm gật đầu, nâng bước đi về phía trong phòng. Đóng lại cửa căn phòng bí mật, hắn lấy ra tài liệu luyện khí cùng tranh ảnh tư liệu luyện khí, chuẩn bị luyện chế cho Uông Như Yên một món bản mạng pháp khí. Nói thật, trong lòng hắn cũng không tự tin, hắn trước đó chưa từng luyện chế pháp khí loại đàn cổ, luyện chế đều là đao kiếm lá cờ nội giáp. Sau khi ngồi im thời gian một chén trà nhỏ, Vương Trường Sinh cầm lấy Tử Tử Mộc, tung lên không trung trước người, há mồm phun ra một đạo tiên thiên chân hỏa màu lam, bao bọc Tử Tử Mộc. Năm tháng như thoi đưa, 3 năm thời gian rất nhanh đã trôi qua. Buổi trưa, mặt trời chói chang. Một ruộng lúa vàng óng ánh rộng lớn, năm tộc nhân bọn Vương Minh Sâm đứng ở trước linh điền. Vương Thanh Trì lấy ra hai lưỡi liềm màu xanh, rất nhanh nhập vào trong ruộng lúa, từng cây linh cốc liên tiếp ngã xuống. Sau khi cắt toàn bộ linh cốc, người khác đều lấy ra hai túi trữ vật, thu hồi linh cốc. Vương Minh Sâm lấy ra một lá cờ lập lòe ánh sáng màu đỏ, nhẹ nhàng vẫy một cái. Một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ bỗng dưng hiện lên, nhanh chóng điểm hỏa dã khô trong linh điền. Thế lửa rất nhanh đã lan tràn ra, một đám mây màu trắng thật lớn không biết khi nào xuất hiện ở trên không linh điền, sau một trận quay cuồng vần vũ. Giọt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống, rất nhanh, lửa liền tán loạn, linh điền trở thành một mảng cháy đen, bốc ra một mảng khí nóng. Vương Thanh Trí ngồi xổm xuống, lấy ra một cái hồ lô màu vàng to bằng bàn tay, cạy nắp hồ lô. Năm con giun màu vàng dài mấy trượng trước sau chui ra, nhanh chóng chui vào lòng đất. Chỉ thấy linh điền phập phồng một trận, giống như bị người ta cày xới một lần. Non nửa khắc sau, năm con giun màu vàng đã cày xới linh điền một lần, ăn hết cỏ khô còn sót lại. Vẫn là bây giờ thuận tiện. Cày đất dùng linh trùng, nào giống như trước, mỗi lần cắt xong linh cốc, đều phải nằm ở trên giường 2 ngày. Trên mặt Vương Minh Sâm lộ vẻ nhớ lại, thở dài nói, trước kia. Nhị thập nhị thúc công, trước kia cày đất không phải dùng linh trùng sao? Thu gặt linh cốc không phải rất đơn giản sao? Có gì mệt? Vương Thanh Trí rất khó hiểu, tò mò hỏi. Trước kia điều kiện nào có tốt như vậy, linh thạch cũng không đủ mình dùng, nào có linh thạch mua linh trùng chăn nuôi, khi đó thu gặt linh cốc đều là nhân công thu gặt. Cho dù là một hạt thóc rơi ở trên mặt đất, cũng phải nhặt lên, bây giờ khác rồi, đừng nói một hạt, dù là một cân linh mễ rơi dưới đất, các ngươi cũng không có ai muốn nhặt lên. Ngươi đi nhà ăn nhìn một lần sẽ biết, các tộc nhân tuổi nhỏ kia lãng phí bao nhiêu, cháo linh còn hơn nửa bát đã không ăn nữa, chúng ta lúc đó, một hạt gạo cũng không nỡ lãng phí. Vương Minh Sâm chậm rãi nói, trong lời lẽ tràn đầy bất mãn đối với loại hành vi lãng phí lương thực này của hậu bối. Trong mắt Vương Thanh Trí chợt lóe lên sự ngạc nhiên, truy hỏi, không phải chứ? Nhị thập nhị thúc công, gia tộc trước kia gian khổ như vậy sao? Vương Minh Sâm hơi do dự, nói ra chuyện mỏ huyền kim, chuyện này trôi qua lâu như vậy, cũng không có bí mật gì đáng nói. Một vị tăng tổ chết ở trên tay đối phương, cơn giận này sao có thể nhịn được. Nên giết trở về, nghiền xương kẻ địch thành tro. Một tộc nhân cực kỳ hoang mang. Vương Minh Sâm hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí khiển trách, thực lực không đủ, chỉ có thể nhịn, đánh thắng còn tốt, đánh thua chính là diệt tộc, các ngươi bây giờ trên người đều có mấy món linh khí. Thời điểm đó, người trẻ tuổi trong tộc có thể có một món linh khí đã tính là không tệ rồi,
còn là trưởng bối từng sử dụng, một nhà đấu ba nhà, đánh như thế nào? Ta bây giờ cho ngươi tử chiến cùng ba tên tà tu, một đánh ba, ngươi đánh không? Cái này, đánh không lại chúng ta có thể tìm viện binh, hợp tung liên minh. Vương Minh Sâm cười lạnh một tiếng, lời nói thấm thía, viện binh, chuyện không có lợi, ai giúp ngươi? Giữa gia tộc cùng gia tộc, chỉ có ích lợi, bạn bè của ngươi bị ba tên tà tu vây công, ngươi sẽ phấn đấu quên mình xông lên giúp hắn. Cứu hắn, hắn cho thù lao không hợp ý ngươi, ngươi lần sau còn có thể giúp hắn. Các ngươi đó, trẻ tuổi hăng hái, làm việc phải cân nhắc rồi mới làm, đừng có đầu óc nóng lên, làm ra chuyện ngu xuẩn, chịu thiệt là mình. Làm người phải biết tiến thối, lui một bước biển rộng trời cao, nhịn nhất thời gió êm sóng lặng, thực lực không đủ thì phải nhịn, tựa như bây giờ. Ta nếu không phải ông bác của các ngươi đã sớm cãi lại, các ngươi nếu trúc cơ, ta cũng không dám nói các ngươi như vậy. Vâng, Tôn Nhi ghi nhớ bá công dạy bảo. Đám người Vương Thanh Chí liên thanh, đáp, trong lòng nghĩ như thế nào thì không biết. Được rồi, đó đều là chuyện quá khứ rồi, nói với các ngươi cũng không hiểu, các ngươi dụng tâm làm việc là được, quý trọng cuộc sống bây giờ. Đó đều là các đời tổ tiên dùng máu thịt cùng mồ hôi đổi lấy, hy vọng gia tộc càng ngày càng tốt, đừng trở lại loại cuộc sống vất vả trước kia, trở về đi. Hai ngày nữa lại đến. Vâng, nhị thập nhị bá công. Đám người Vương Thanh Chí đáp, xoay người rời khỏi. Về tới chỗ ở, Vương Thanh Chí nhìn thấy Uông Như Yên đang cùng Liễu Thanh Nhi ở trong đình đá uống trà nói chuyện phiếm. Bà nội, mẹ, cha còn chưa xuất quan sao? Vương Thanh Chí thuận miệng hỏi. Còn chưa, Thanh Chí, cháu lại đi linh điền làm việc à? Xem cháu đầu đầy mồ hôi, mau tới ăn một chút, uống chén trà nóng giải giải chống mệt nhọc. Chương 382, Thị Huyết Hoàng. Liễu Thanh Nhi quan tâm nói, trong mắt tràn đầy sự cương chiều. Vương Thanh Chí đáp một tiếng, nâng bước đi về phía đình đá. Bà nội, tỷ đâu? Sao không thấy tỷ ấy? Đây không phải bánh hoa đào tỷ ấy thích ăn nhất sao? Trên mặt Uông Như Yên lộ ra một nụ cười, nói, tỷ tỷ con đi chỗ ngũ cô bà của con rồi, nó bây giờ luyện chế con rối thú bậc một hạ phẩm xác suất thành công khá cao. Nói là muốn cố gắng thêm, luyện chế ra con rối thú bậc một trung phẩm, cơm tối cũng không cần chờ nó nữa. Bà nội, cháu nghe nhị thập nhị thúc công nói, gia tộc trước kia rất khó khăn, sao chưa bao giờ nghe bà nói về việc này? Vương Thanh Chí tò mò hỏi. Liễu Thanh Nhi thở dài một hơi, cười nói, đều qua cả rồi, cuộc sống trước kia là khổ, giống như bây giờ, không lo ăn uống, các cháu thường xuyên có thể ăn vặt. Cha cháu ở tuổi này của cháu, không có gì để ăn vặt, làm người cần nhìn về phía trước, các chuyện cũ năm xưa đó, trôi qua là trôi qua rồi, không có gì để nói. Bà nội, bà nói cho cháu một chút đi, cháu rất tò mò. Được, cháu đã thích nghe, bà nội liền nói cho cháu một lần, bắt đầu nói từ lúc bà nội gả vào Vương gia đi. Khi đó, Liễu Thanh Nhi còn chưa nói xong, Vương Thanh Trạch bước nhanh đi vào, nói với Uông Như Yên, cửu thẩm, nhị thập nhất thúc mời thẩm qua phòng nghị sự, nói là có chuyện rất quan trọng thương lượng với thẩm. Được, ta lập tức đi qua, mẹ, cơm chiều mọi người cứ ăn, không cần chờ con. Uông Như Yên phân phó một tiếng, theo Vương Thanh Trạch rời khỏi. Phòng nghị sự, Vương Minh Giang ngồi ở chủ tọa, sắc mặt ngưng trọng. Vương Trường Phong, Vương Trường Nguyệt, Vương Trường Hào, Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Kỳ ngồi ở hai bên, sắc mặt năm người rất khó coi. Trong 3 năm qua, Vương gia đã có thêm 3 tu sĩ trúc cơ, phân biệt là Vương Trường Hoán, Vương Thanh Kỳ cùng Vương Thanh Sơn. Vương Trường Hoán trước kia cùng nhau tập huấn với Vương Trường Sinh, có cơ sở luyện khí nhất định, đáng tiếc chưa thể trúng tuyển. Sau khi Vương gia giàu lên, Vương Trường Hoán có thể tiếp tục học tập luyện khí, trải qua luyện tập. Lượng lớn cùng Vương Trường Sinh chỉ điểm, Vương Trường Hoán tiến bộ rất nhanh, có thể luyện chế nhiều loại linh khí. Trong tộc không ít luyện khí sư bậc 1, nhưng Vương Trường Hoán tương đối trẻ một chút. 3 năm trước, đám người Vương Minh Giang đi sở quốc tham gia hội đấu giá cỡ lớn, kiếm được 2 bình hỏa nguyên chân sát. Vương Trường Hoán hướng gia tộc xin trúc cơ đan, không có trúc cơ đan, chỉ có hỏa nguyên chân sát. Hắn do dự mãi, lĩnh 2 bình hỏa nguyên chân sát, thuận lợi trúc cơ. Sau khi trúc cơ, Vương Trường Hoán tới phường Thị Thanh Nguyệt, phụ trách trông giữ cửa hàng cùng linh điền, làm trưởng quầy phủi tay, an tâm tu luyện. Vương Trường Hào đã tiến vào trúc cơ tầng 2, phụ trách áp tải hàng hóa. Vương Thanh Sơn và Vương Thanh Kỳ đều là trúc cơ tầng 1,
trước mắt ở trong tộc tu luyện. Vương Trường Nguyệt là trận pháp sư, nhưng không có chiến sự, không cần bố trí trận pháp gì. Nàng trừ tu luyện, chính là tìm đọc trận pháp điển tịch, học tập bố trí trận pháp bậc 2. Vương Trường Phong khổ tu 3 năm, có đan dược phụ trợ, hắn vẫn là trúc cơ tầng 3, điều này làm hắn cảm thấy buồn bực. Không bao lâu sau, Uông Như Yên đi đến, nhìn thấy đám người Vương Minh Giang, trong đôi mắt sáng của Uông Như Yên lóe lên vài phần kinh ngạc. Nhị thập nhất thúc, xảy ra việc lớn gì? Đám người đại ca đều có mặt. 3 tháng trước, cảnh nội sở quốc xuất hiện một con thị huyết hoàng bậc 3, dẫn lượng lớn thị huyết hoàng làm loạn khắp nơi, nơi nó tới, người và súc vật đều chẳng còn. Tiền bối kết đan sở quốc ra tay, đã tiêu diệt thị huyết hoàng bậc 3, thị huyết hoàng khác chia nhỏ ra chạy trốn. Trong đó một nhóm thị huyết hoàng rất có thể sẽ đi qua Ninh Châu, mấy gia tộc tu tiên của sở quốc hầu như diệt tộc. Thị huyết hoàng cái gì cũng ăn, linh cốc, người, yêu thú, tìm ngươi tới là thương lượng đối sách, nhớ đâu thị huyết hoàng đi qua Ninh Châu, chúng ta nên ứng đối như thế nào? Giải thích, thị huyết hoàng là châu chấu khát máu. Hết giải thích, Vương Minh Giang chậm rãi nói, vẻ mặt ngưng trọng. Thị huyết hoàng, loại yêu trùng này 600 năm trước không phải đã tuyệt tích sao? Sao đột nhiên chết mà sống lại? Hơn nữa còn xuất hiện thị huyết hoàng bậc 3. Uông Như Yên biến sắc, mặt âm trầm nói, tẩu tử, ngươi biết lai lịch thị huyết hoàng. 600 năm trước, đột nhiên xuất hiện một loại yêu hoàng đỏ như máu, loại yêu trùng này tính công kích rất mạnh, lúc ấy xuất hiện một con thị huyết hoàng cấp 4, còn có mấy trăm vạn thị huyết hoàng. 7 đại tiên môn phái người toàn lực bao vây tiễu trừ, tốn sức rất lớn mới giết chết thị huyết hoàng cấp cao, tổ tiên Uông gia chúng ta từng trải qua một hồi đại nạn đó. Một trận đại nạn đó, hai gia tộc tu tiên có kết đan kỳ nguyên khí tổn thương lớn, lượng lớn gia tộc nhỏ diệt tộc, Uông gia chúng ta cũng là nhân cơ hội này quật khởi, bởi vì Như Yên, việc này chúng ta ở trên điển tịch cũng từng thấy, Uông gia các người, truyền thừa lịch sử lâu đời, cũng biết đối phó thị huyết hoàng như thế nào. Uông gia truyền thừa lịch sử lâu đời, Vương gia lập tộc còn không đến 500 năm, tư liệu có thể tra được có hạn. Điển tịch ở trên chợ chỉ là ghi lại việc này, cũng chưa nói đối phó thị huyết hoàng như thế nào. Uông Như Yên cẩn thận nói, thị huyết hoàng như tên nó, cực kỳ mẫn cảm đối với mùi máu tươi, có thể dùng mùi máu tươi dẫn chúng nó tới nơi đặc biệt tiêu diệt. Mặt khác, chúng nó tương đối e ngại sóng âm công kích, ta biết được chỉ nhiều như vậy, môn phái tu tiên có lẽ có biện pháp đối phó thị huyết hoàng. Vương Trường Nguyệt mỉm cười, tò mò hỏi, tẩu tử, việc này cũng trôi qua lâu như vậy rồi, tẩu sao nhớ rõ đối phó thị huyết hoàng như thế nào? Lúc nhỏ tuổi không quý trọng lương thực, lãng phí nghiêm trọng, cha ta phạt ta một ngày không được ăn cơm, còn kể câu chuyện này cho ta, cho nên ta nhớ đặc biệt rõ. Vương Minh Giang lắc lắc đầu, nói, thời gian không kịp nữa, từ Vương gia bảo đi Bách Linh Môn, qua lại một lần cần hơn 3 tháng. Với lại, Quảng tiền bối chưa chắc đồng ý nói cho chúng ta biết biện pháp đối phó thị huyết hoàng. Dù sao thị huyết hoàng còn chưa xâm nhập Ngụy Quốc, chúng ta chỉ có thể sớm làm phòng bị, hy vọng thị huyết hoàng sẽ không đi qua Ninh Châu. Các bạn đang nghe truyện Thanh Liên Chi Đỉnh của tác giả Tiêu Thập Nhất Mạc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 383: Thị huyết hoàng đột kích. Thanh Sơn, ngươi dẫn một đám tộc nhân đi thế tục giới, thu thập máu tươi động vật, càng nhiều càng tốt. Trường Hào, ngươi dẫn một đám tộc nhân ở ngoài Vương gia bảo đào mấy cái hố to. Trường Nguyệt, ngươi ở phụ cận hố to bố trí trận pháp. Mặt khác, các nhà các hộ lập tức bắt đầu đào hầm, nếu số lượng thị huyết hoàng quá nhiều, lập tức trốn vào trong hầm. Trường Phong, ngươi lập tức dẫn người tới Bách Linh Môn, thỉnh cầu Quảng tiền bối báo cho biết biện pháp đối phó thị huyết hoàng. Thanh Kỳ, ngươi dẫn dắt tộc nhân, thu gặt linh cốc sắp chín, mặc kệ có tác dụng hay không, chung quy cần thử một lần. Vương Minh Giang hạ đạt mệnh lệnh đâu vào đấy, giọng điệu trầm trọng. Nhị thập nhị thúc, vậy cháu thì sao? Phu quân còn chưa xuất quan. Như Yên, linh khí âm luật trên người cháu nếu không dùng tới, giao cho tộc nhân luyện khí kỳ sử dụng, hy vọng không dùng tới. Được, không thành vấn đề. Vương Minh Giang gật gật đầu, trầm giọng nói, vậy cứ như vậy, mọi người bắt đầu hành động đi. Hy vọng thị huyết hoàng sẽ không đi ngang qua Ninh Châu. Sau khi rời khỏi phòng nghị sự, bọn họ đều mang theo một đám tộc nhân bắt đầu bận rộn. Vương Minh Giang xây dựng nhiều đội ngũ, 5 người một tiểu đội, tuần tra ngày đêm không ngừng.
trừ tăng mạnh phòng bị, Vương Minh Giang còn phái người đưa đi tin tức cho thông gia của Vương gia, nói cho bọn họ Thị Huyết Hoàng có thể sẽ đi ngang qua Ninh Châu, bảo bọn họ tăng mạnh đề phòng. Buổi sáng một ngày này, Vương Trường Huy đang dẫn 4 tộc nhân tuần tra ở ngoài Vương gia bảo. Tới gần giữa trưa, mặt trời chói chang, bọn họ đáp xuống đỉnh núi nào đó nghỉ ngơi. Trường Huy, ngươi nói Thị Huyết Hoàng sẽ đến không? Một tộc nhân thuận miệng hỏi. Hy vọng không đi. Nghe nói Thị Huyết Hoàng tính công kích rất mạnh, người tu tiên năm đó chết ở trong bụng Thị Huyết Hoàng vô số kể, các người. Vương Trường Huy còn chưa nói xong, mắt đột nhiên trừng thật to. Không ổn, Thị Huyết Hoàng, đáng chết, đến nhanh như vậy, mau báo tin cho trong tộc. Nhìn theo nơi Vương Trường Huy chỉ, phía chân trời xuất hiện một vầng trăng máu thật lớn, lớn mấy trăm trượng. Vương Minh Giang từng nói với Vương Trường Huy đặc tính của Thị Huyết Hoàng, yêu trùng quần cư, thích tụ tập cùng nhau hành động, nhìn từ xa là đỏ như máu. Bọn họ vừa phát bùa cảnh báo cho trong tộc, vừa khống chế linh khí phi hành, bay về phía Vương Gia Bảo. Bọn họ tốc độ phi hành tuy nhanh, nhưng không nhanh hơn được Thị Huyết Hoàng, một đợt tiếng kêu quái dị vang lên, mười mấy trường mâu màu máu bắn nhanh đến. Vương Trường Huy vội vàng lấy ra 2 tấm đại hỏa cầu phù, hóa thành 2 quả cầu lửa thật lớn, đánh về phía trường mâu màu máu. Ầm ầm ầm, 2 quả cầu lửa cỡ lớn lần lượt nổ tung ra, ngọn lửa màu đỏ bao phủ khu vực phòng ngự mấy trăm trượng. Ngay sau đó, một đợt tiếng kêu quái dị vang lên, mười mấy con châu chấu hình thể thật lớn từ trong ngọn lửa màu đỏ bay ra. Chúng nó to bằng lợn rừng trưởng thành, trong miệng có một cái gai nhọn màu máu dài cả thước, lưng mọc 4 đôi cánh bạc màu máu. Tốc độ chúng nó cực nhanh, lóe lên vài cái đã bổ nhào vào trên thân 2 tộc nhân, gai nhọn màu máu sắc bén đâm xuyên qua thân thể 2 tộc nhân. 2 tiếng kêu thảm thiết vang lên, 2 tộc nhân từ trên cao ngã xuống. Vương Trường Huy cực kỳ bi thương, bắt pháp quyết, linh khí phi hành tỏa sáng rực rỡ, đẩy nhanh tốc độ. Thị Huyết Hoàng truy kích bọn họ đều là yêu trùng bậc 1 trung phẩm, Vương Trường Huy toàn lực sử dụng linh khí phi hành. 2 tộc nhân lấy ra linh khí hoặc phù triện, công kích Thị Huyết Hoàng, ảnh hưởng thật lớn tốc độ phi hành của Thị Huyết Hoàng. Đám Thị Huyết Hoàng này tựa như không sợ. Sau thời gian một chén trà nhỏ, 3 người bọn Vương Trường Huy chạy về Vương Gia Bảo. Một màn hào quang màu vàng thật lớn bao phủ cả tòa thành ở bên trong, tu sĩ trúc cơ đám người Vương Minh Giang đứng ở trên tường thành, Vương Trường Huy báo cáo tình huống với bọn họ. Lúc bọn họ chạy về Vương Gia Bảo, gần vạn con Thị Huyết Hoàng cũng đã tới trên không Vương Gia Bảo. Vương Minh Giang hôm qua mới thu được tin tức, ngày hôm sau Thị Huyết Hoàng đã giết tới tận cửa, tốc độ này cũng quá nhanh rồi nhỉ. Một đợt tiếng xé gió chói tai vang lên, mấy ngàn thanh đao máu dài cả thước bắn nhanh đến, hung hăng chém ở trên màn hào quang màu vàng chớp lên không thôi, hào quang, ảm đạm đi. Nhị thập nhất thúc, không thể tùy ý chúng nó công kích hộ tộc đại trận, nếu không hộ tộc đại trận sớm hay muộn tan vỡ. Vương Trường Nguyệt nhắc nhở, điên cuồng rót pháp lực vào trong trận bàn màu vàng trên tay. Vương Thanh Kỳ và Vương Trường Hào cũng đều rót pháp lực vào trận bàn trên tay, màn hào quang màu vàng nhanh chóng khôi phục bình thường. Bọn họ vừa rót pháp lực vào trận bàn, vừa thả ra một con rối thú phi hành bậc 2, công kích Thị Huyết Hoàng. Vương Trường Phong lấy ra một cây quạt lập lòe ánh sáng màu đỏ, nhẹ nhàng quạt một cái, lượng lớn ánh lửa bỗng dưng hiện lên. Nhanh chóng hóa thành một con mãng xà lửa màu đỏ hình thể thật lớn, lắc đầu quẫy đuôi lao về phía Thị Huyết Hoàng. Vương Minh Giang lấy ra một cái hồ lô màu trắng to bằng bàn tay, đón gió phóng to tới cả trượng, phun ra một mảng lớn khí lạnh màu trắng. Uông Như Yên lấy ra một sợi tơ nhỏ màu trắng thật dài, nhanh chóng chuyển động, đánh về phía Thị Huyết Hoàng. Vương Thanh Sơn đi thế tục giới thu thập máu tươi động vật, còn chưa trở về. Nhiều vị tu sĩ luyện khí bọn Vương Trường Nghị lần lượt lấy ra con rối thú bậc 1, công kích Thị Huyết Hoàng. Đám Thị Huyết Hoàng này đều là bậc 1, số lượng bậc 2 không đến 10 con. Mãng xà lửa màu đỏ lao vào đàn Thị Huyết Hoàng càn quét, Thị Huyết Hoàng bậc 1 đụng tới mãng xà lửa màu đỏ đều hóa thành cho tàn. Nhưng bằng vào ưu thế số lượng, chúng nó rất nhanh đã đánh tan mãng xà lửa màu đỏ. Thị Huyết Hoàng lao vào khí lạnh màu trắng, đều bị đóng băng, từ trên cao rơi xuống. Sợi tơ nhỏ màu trắng vung lên nhanh chóng, nghiền mười mấy con Thị Huyết Hoàng thành mảnh vụn. Con rối thú phi hành hoặc phun lửa, hoặc dùng móng vuốt cào, hoặc dùng miệng cắn, từng con Thị Huyết Hoàng từ trên cao rơi xuống. Một đợt tiếng kêu quái dị vang lên, trăng tròn màu máu quay cuồng một trận, hóa thành hơn 100 cây trường mâu màu máu dài mấy trượng,
nhanh chóng đánh về phía màn hào quang màu vàng bên dưới. Một đợt tiếng bùm bùm trầm đục vang lên, màn hào quang màu vàng lắc lư không ngừng, hào quang ảm đạm đi không ít. Ba người bọn Vương Trường Nguyệt vội vàng rót pháp lực vào trận bàn, màn hào quang màu vàng nhanh chóng khôi phục bình thường. Chương 384, Vương Trường Hải mang về tin tức, 1. Cẩn thận, lũ thị huyết hoàng này biết hóa hình công kích, không dễ đối phó, mọi người cẩn thận một chút. Uông Như Yên mở miệng nhắc nhở, nhíu chặt lông mày lá liễu. Nàng không thích hợp đánh loại phòng ngự chiến này, âm luật là công kích quần thể, trừ phi trước đó bố trí trận pháp đặc thù. Như vậy còn tốt chút, nếu không nàng sử dụng âm luật công kích thị huyết hoàng, tộc nhân Vương gia cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vương Trường Phong nhíu mày, ném cây quạt màu đỏ trên tay về phía trước, điên cuồng rót pháp lực vào trong đó. Cây quạt màu đỏ tỏa sáng rực rỡ, dao long nhỏ màu đỏ thêu mặt ngoài giống như sống lại, nhanh chóng trườn ở mặt quạt. Cây xích dao phía này là pháp khí thượng phẩm, Vương Trường Sinh từ trên người kẻ địch thu được, bởi vì phong ấn tinh hồn một con hỏa dao bậc 2 thượng phẩm. Có thể hóa hình công kích, uy lực cực lớn, Vương Trường Sinh liền giao cho Vương Trường Phong sử dụng. Uông Như Yên lấy ra một bức tranh cuộn tròn màu xanh, bên trên vẽ hơn 100 con sói yêu màu xanh, bách lang thú liệp đồ. Pháp khí trung phẩm Vương Trường Sinh lợi dụng tinh hồn nhiều con sói yêu luyện chế cho Uông Như Yên. 10 ngón tay nàng nhanh chóng bấm quyết, đánh mấy pháp quyết ở trên bức tranh cuộn tròn màu xanh, bức tranh cuộn tròn màu xanh nhất thời tỏa sáng rực rỡ. Ngao! Một tiếng sói tru thật lớn vang lên, một con sói yêu màu xanh hình thể thật lớn từ trong bức tranh cuộn tròn màu xanh lao ra. Ở phía sau nó, còn có mấy chục con sói yêu màu xanh hình thể tương đối nhỏ. Ở dưới Lăng Vương dẫn dắt, mấy chục con sói yêu màu xanh nhanh chóng lao về phía thị huyết hoàng. Sói yêu màu xanh chưa tới gần, đã phun ra những lưỡi đao gió màu xanh. Đao gió màu xanh rậm rạp chém từng con thị huyết hoàng thành một mảng thịt nát, thị huyết hoàng ngưng tụ thành hình thái trường mâu. Lực công kích tăng vọt, nhưng lực phòng ngự cũng không mạnh, chủ yếu là thị huyết hoàng bậc 2 quá ít. Hóa dao. Theo Vương Trường Phong quát lạnh một tiếng, cây quạt màu đỏ bùng nổ ra ánh sáng màu đỏ chói mắt, một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc vang lên. Cây quạt màu đỏ hóa thành một con dao long màu đỏ hình thể thật lớn, dày đặc vảy, mở ra cái mồm như chậu máu lộ ra một hàm răng nhọn, dị thường dữ tợn. Giống, dao long màu đỏ phát ra một tiếng giống giận dữ, ngoài thân toát ra một tầng lửa màu đỏ, dương nanh múa vuốt lao về phía thị huyết hoàng. Vương Minh Giang lấy ra một cây trường kiếm màu bạc trắng, điên cuồng rót pháp lực vào trong đó, trường kiếm tỏa sáng rực rỡ, chợt mơ hồ. Hóa thành một con chim ưng lớn màu trắng khoảng 2 trượng, giang đôi cánh lao về phía thị huyết hoàng. Thị huyết hoàng cấp bậc không cao, tác chiến độc lập, rất nhanh đã bị đám người Vương Minh Giang đánh tan, một rồi lại một con thị huyết hoàng hoặc hóa thành một mảng lớn thịt nát, hoặc bị khí lạnh màu trắng hóa thành tượng băng, từ trên cao rơi xuống, hoặc bị dao long màu đỏ xé thành mảnh vụn. Thị huyết hoàng số lượng tuy nhiều, nhưng chúng nó không thể công phá hộ tộc đại trận của Vương gia, chỉ có thể bị động chịu đòn. Không đến một khắc đồng hồ, số lượng thị huyết hoàng đã giảm bớt 1/10, hơn nữa số lượng còn đang giảm mạnh. Chúng nó tựa như cũng không cam lòng rời khỏi như vậy, điên cuồng công kích màn hào quang màu vàng. Số lượng thị huyết hoàng thật sự quá nhiều, bọn họ giết cũng không giết xuể, ba người bọn Vương Trường Nguyệt thời gian trúc cơ đều không dài, pháp lực cũng không dư thừa. Pháp lực tiêu hao quá nhiều, trên trán bọn họ toát ra một tầng mồ hôi, mặt không còn màu máu. Nhị thập nhất thúc, chúng ta sắp không chống đỡ được rồi, các người, cố gắng lên, tận khả năng sát thương thị huyết hoàng, giảm bớt số lượng chúng nó. Vương Trường Nguyệt đề nghị, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Được, ta biết rồi, Thanh Trạch, ngươi truyền lệnh ta, các nhà các hộ, tộc nhân không tham dự chiến đấu, toàn bộ trốn vào trong hầm nhà mình đào, bịt chặt cửa vào, làm sẵn tính toán trường hợp xấu nhất. Vâng, nhị thập nhất thúc công, cháu lập tức đi làm. Vương Thanh Trạch đáp ứng, nhận lệnh rời đi. Nhị thập nhất thúc, sao đột nhiên toát ra nhiều thị huyết hoàng như vậy? Một giọng nói quen thuộc chợt vang lên. Vương Minh Giang xoay người nhìn, chỉ thấy Vương Trường Sinh điều khiển mây bay tới tường thành. So sánh với 3 năm trước, khí tức Vương Trường Sinh cường đại hơn không ít. Hắn tốn 1 năm thời gian, luyện chế bản mạng pháp khí cho Uông Như Yên, tiếc nuối là luyện chế thất bại, tài liệu báo hỏng. Sau khi luyện chế thất bại, hắn quay sang bắt đầu tu luyện. Hiệu quả của Hắc Ngọc Hàn Thủy so với Huyền U Hàn Thủy còn tốt hơn. Hắn hao phí hơn 200 cân Hắc Ngọc Hàn Thủy,
thuận lợi tiến vào trúc cơ tầng 6. Hắn vừa xuất quan, liền biết thị huyết hoàng vây công Vương Gia Bảo, vội vàng chạy tới tường thành. Cảnh nội Sở Quốc xuất hiện một con thị huyết hoàng bậc 3, thị huyết hoàng bậc 3 bị tu sĩ kết đan của Sở Quốc tiêu diệt rồi. Thị huyết hoàng khác chia làm nhiều nhóm chạy trốn, một đàn thị huyết hoàng này vừa lúc đi ngang qua Ninh Châu, hai tộc nhân Tuần Sơn chết bởi thị huyết hoàng. Vương Minh Giang chậm rãi giải thích. Vương Trường Sinh giật mình, cười nói, những yêu hoàng này cấp bậc không cao, cùng nhau ra tay tiêu diệt chúng nó là được. Hắn vung tay áo, băng giao kỳ bắn ra, đánh lên mấy đạo pháp quyết, thấp giọng quát, hóa giao. Băng giao kỳ xoay vù vù, gặp gió phình to lên, mặt cờ tỏa sáng, mơ hồ một cái, hóa thành một con giao long màu trắng hình thể thật lớn. Gào! Giao long màu trắng giống to một tiếng, dương nanh múa vuốt lao về phía thị huyết hoàng. Vương Trường Sinh tiếp tục vung ống tay áo, huyền âm xa bắn ra, xoay vù vù, hóa thành những thanh phi đao màu đen, số lượng đều biết trăm mang nhiều, chém về phía thị huyết hoàng. Có Vương Trường Sinh gia nhập, áp lực của đám người Vương Trường Phong giảm hẳn, từng con thị huyết hoàng chết đi. Huyền âm xa biến thành phi đao màu đen chém nát từng con thị huyết hoàng phóng ra lưỡi đao gió công kích phi đao màu đen. Phi đao màu đen hóa thành một mảng lớn hạt cát màu đen, xoay vù vù, một lần nữa hóa thành hình thái phi đao. Giao long màu trắng lao vào trong đàn thị huyết hoàng, càn quét ngang dọc, hoặc phun ra khí lạnh màu trắng, hoặc dùng móng vuốt cào, hoặc dùng miệng cắn, hoặc dùng cái đuôi quét, thị huyết hoàng thương vong thê thảm nặng nề. Không đến một khắc đồng hồ, số lượng thị huyết hoàng giảm bớt 1/5, số lượng còn đang giảm mạnh. Thị huyết hoàng thấy tình thế không ổn, chia làm vài nhóm, chạy về phía khác nhau, đám người Vương Trường Sinh thừa thắng xông lên, giết một lượng lớn. Thị huyết hoàng, bộ phận nhỏ thị huyết hoàng đã chạy mất. Các bạn đang nghe truyện Thanh Liên Chi Đỉnh của tác giả Tiêu Thập Nhất Mạc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 385, Vương Trường Hải mang về tin tức 2. Sau khi thị huyết hoàng chạy mất, ba người bọn Vương Trường Nguyệt thở phào nhẹ nhõm một hơi, hai chân mềm nhũn, ngồi bệt ở trên mặt đất, mặt không còn màu máu. Trường Hào, các ngươi không có việc gì chứ? Vương Minh Giang quan tâm hỏi. Một lần này đánh tan thị huyết hoàng, ba người bọn Vương Trường Nguyệt lập công lao không nhỏ, nếu không phải bọn họ liều mạng rót pháp lực vào trận bàn. Duy trì hộ tộc đại trận, một khi bị thị huyết hoàng công phá hộ tộc đại trận, cho dù có thể đánh tan thị huyết hoàng, Vương gia tổn thất cũng không nhỏ. Không có việc gì, chỉ là pháp lực tiêu hao khá nghiêm trọng, chậm rãi nghỉ ngơi là ổn. Không biết còn có thị huyết hoàng hay không, phải có người canh giữ ở trên tường thành mới được. Ba người bọn Vương Trường Nguyệt chưa trở về nghỉ ngơi, mà là ngồi xuống khôi phục pháp lực ngay trên tường thành. Vương Trường Sinh phái người thu thập hài cốt thị huyết hoàng, ít nhiều có thể bán một ít linh thạch, không thể lãng phí. Đêm hôm đó, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngồi ở trong đình đá nói chuyện phiếm. Nương tử, vi phu vốn muốn luyện chế cho nàng một món bản mạng pháp khí, nhưng luyện chế thất bại. Cũng may tơ tằm bậc 3 còn sót lại một ít, nếu kiếm được một khối linh mộc bậc 3, ta có tự tin luyện chế ra giúp nàng bản mạng pháp khí. Vương Trường Sinh tràn đầy tự tin nói. Luyện chế bản mạng pháp khí vốn đã không dễ dàng, thất bại cũng bình thường, phu quân không cần quá để ý. Uông Như Yên mở miệng an ủi, nàng như là nghĩ tới cái gì. Nói tiếp, cảnh nội Sở Quốc xuất hiện một con yêu hoàng bậc 3, chỉ là lẻn đến Vương Gia Bảo đã có gần vạn con, đây còn là một nhóm trong đó. Nếu không phải tu sĩ trúc cơ trong tộc đủ nhiều, cộng thêm con rối thú bậc 2 và hộ tộc đại trận, lần này chúng ta phải nguyên khí tổn thương to lớn rồi. Người nói vô tình, người nghe có ý. Vương Trường Sinh hơi động tâm, thị huyết hoàng chạy đến Vương Gia Bảo đã có gần vạn con. Thị huyết hoàng cảnh nội Sở Quốc khẳng định không ít, gia tộc tu tiên Sở Quốc chỉ sợ nguyên khí tổn thương lớn. Thị huyết hoàng cái gì cũng ăn, vật linh khí càng dư thừa càng thích ăn. Nương tử, nàng nói chúng ta lúc này, đến Sở Quốc làm ăn thế nào? Buôn bán linh cốc hoặc con rối thú, hẳn là có lợi nhuận lớn. Chú ý này không tệ, nhưng ai cũng không dám cam đoan không có thị huyết hoàng một lần nữa đi qua Ninh Châu, vẫn là chờ một đoạn thời gian rồi nói sau. Chúng ta có thể phái người thu mua linh cốc khắp nơi trước. Cũng đúng, ta lập tức đi nói với nhị thập nhất thúc. Hắn vừa đứng dậy, Vương Thanh Trạch bước nhanh đi vào. Cửu thúc, cửu thẩm, nhị thập nhất thúc mời hai người đi phòng nghị sự, bàn việc, ngũ thúc đã trở lại. Được, chúng ta qua ngay.
Tới phòng nghị sự, Vương Trường Sinh nhìn thấy Vương Minh Giang đang nói cái gì với một nam tử trung niên khuôn mặt hàm hậu. Mấy người bọn Vương Trường Phong cũng có mặt, Vương Thanh Sơn cũng đã trở lại. Nam tử trung niên không phải ai khác, chính là ngũ ca Vương Trường Hải của Vương Trường Sinh. Vương Trường Hải tư chất bình thường, trước mắt vẫn là luyện khí tầng 7. Trước khi Ngụy Quốc và Sở Quốc khai chiến, Vương Trường Hải liền mang theo mấy tộc nhân tới Sở Quốc, làm cơ sở ngầm, phụ trách tìm hiểu tin tức. Sau khi chính ma đại chiến, Vương Trường Hải tiếp tục ở lại Sở Quốc, ở dưới gia tộc ủng hộ, mở một tiệm linh cốc. Bình thường mà nói, Vương Trường Hải sẽ không chủ động liên hệ gia tộc, là gia tộc cho hắn chỉ lệnh. Sau khi hàn huyên vài câu đơn giản, Vương Trường Hải nói ra mục đích lần này trở về. Mấy tháng trước, Sở Quốc xuất hiện một con thị huyết hoàng bậc 3. Mới đầu, con thị huyết hoàng đó sinh tồn ở sâu trong dãy núi, nhưng theo số lượng thị huyết hoàng càng ngày càng nhiều. Yêu thú cùng các loại tài nguyên tu tiên bên trong dãy núi bị chúng nó ăn sạch, chúng nó liền lao ra khỏi núi, bắt đầu công kích nhân loại. Nghe nói, số lượng thị huyết hoàng lao ra khỏi núi có hơn 10 vạn, nơi đi qua, một vật còn sống cũng không lưu lại, mấy gia tộc nhỏ bị diệt tộc. Nhiều gia tộc tu tiên nguyên khí gia tộc tổn thương to lớn, bây giờ cảnh nội Sở Quốc giá hàng tăng vọt, đặc biệt linh cốc, giá tăng không chỉ gấp 5 lần. Bốn tông phái Sở Quốc đưa vào trên chợ lượng lớn linh cốc, giảm giá linh cốc, nhưng giá linh cốc Sở Quốc vẫn cao hơn tu tiên giới khác. Vương Trường Hải cố ý chạy về, khuyên bảo gia tộc vận chuyển tài nguyên tu tiên đi Sở Quốc buôn bán. Đây là một ý kiến hay, nhưng vừa mới đánh tan một đàn thị huyết hoàng, không biết sẽ có thị huyết hoàng chạy đến Ninh Châu hay không, lúc này, trong tộc cần giữ lại đủ lực lượng phòng thủ. Nhị thập nhất thúc, chuyến này để cháu đi một chuyến đi. Cháu gần đây tu luyện gặp bình cảnh, đang muốn ra ngoài giải sầu, như vậy, cháu, thập bát đệ cùng Thanh Sơn đi một chuyến, có ngài cùng cửu đệ tọa trấn gia tộc, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Vương Trường Phong chủ động xin đi giết giặc. Vương Thanh Sơn đứng dậy, nghiêm mặt nói, nhị thập nhất thúc công, cháu nguyện ý đi cùng đại bá một chuyến. Ta cũng nguyện ý theo đại ca đi một chuyến. Vương Minh Giang có chút động lòng, nhìn về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, hỏi, Trường Sinh, Như Yên, ý kiến các ngươi thế nào? Chúng ta đồng ý, ba người bọn đại ca đi chung, an toàn có bảo đảm, lần này là cơ hội phát tài khó có được. Được, vậy quyết định như thế. Trường Phong, ba người các ngươi chọn lựa bộ phận nhân thủ, mang theo linh cốc trong tộc và một lô con rối thú bậc 1, vận chuyển đi Sở Quốc buôn bán, ta sẽ phái người đi phường thị khác thu mua linh cốc. Bàn bạc xong chi, tiết, bọn họ lục tục rời khỏi phòng nghị sự. Hôm sau, ba người bọn Vương Trường Phong mang theo 10 tộc nhân luyện khí kỳ, cưỡi thanh lân mã chạy đi Sở Quốc. Tiến vào cảnh nội Sở Quốc, ba người bọn Vương Trường Phong kinh ngạc phát hiện, lưu dân khắp nơi, trên đường cái chật ních lưu dân xanh xao vàng vọt. Sở Quốc bùng nổ nạn châu chấu, xui xẻo nhất là người phàm của thế tục giới. Thị huyết hoàng chạy đến thế tục giới, người phàm của thế tục giới căn bản không ngăn cản được, thương vong vô số. Hơn một tháng sau, bọn họ chạy tới thành Thương Lan. Trên đường dòng người tràn đầy, đều là tu sĩ luyện khí. Vương Thanh Sơn vẫn là lần đầu tiên đến thành Thương Lan, như có hứng thú đánh giá mọi thứ trong thành Thương Lan. Linh Cốc Đường là cửa hàng Vương Trường Hải mở, cửa hàng không lớn, trừ Vương Trường Hải, còn có 3 nhân viên, đều là tộc nhân Vương gia. Chương 386, lệnh truy nã. Vì tị hiểm, sau khi đến thành Thương Lan, Vương Trường Phong giao Linh Cốc cho Vương Trường Hải, tìm chỗ ở lại. Sở Quốc lần này bùng nổ nạn châu chấu, khẳng định có tiểu gia tộc cửa nát nhà tan, lúc này dễ dàng thu mua công pháp điển tịch cùng tài liệu luyện khí luyện đan nhất, các ngươi đều ra ngoài đi dạo một chút, xem có thể kiếm được một ít thứ tốt hay không. Nhớ, giá không cần cho quá cao, điển tịch có thể chép, tài liệu luyện khí cùng tài liệu luyện đan phải mở to hai mắt. Đừng bị lừa, nơi này là Sở Quốc, bị lừa chúng ta cũng không có chỗ nào để nói rõ lý lẽ. Vương Trường Phong chậm rãi nói, giọng điệu trầm trọng. Vâng, đại ca. Rời khỏi chỗ ở, Vương Thanh Sơn dọc theo đường phố bắt đầu đi dạo. Thành Thương Lan khá phồn hoa, thương phẩm chủng loại phong phú. Vương Thanh Sơn phát hiện, trong thành Thương Lan có không ít tu sĩ nói chuyện mang theo khẩu âm Ngụy Quốc, nhân tộc Đông Hoang đều là từ nơi khác di chuyển tới. Trải qua hơn ngàn năm phát triển, ngôn ngữ tuy thống nhất, nhưng địa khu khác nhau, khẩu âm không giống nhau. Vương Thanh Sơn cũng không cảm thấy kỳ quái, Sở Quốc gặp nạn châu chấu, thế lực tu tiên đến Sở Quốc làm ăn khẳng định không ít,
Vương gia chẳng qua là một trong số đó mà thôi. Giá hàng trong thành Thương Lan tương đối cao, chủ yếu là nạn châu chấu dẫn tới sản lượng linh cốc giảm bớt, lượng lớn tu sĩ cấp thấp ùa vào thành Thương Lan, dẫn tới giá hàng dâng lên, đặc biệt đồ ăn. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Thanh Sơn tới một chỗ quảng trường đá rộng rãi, trên quảng trường trải rộng sạp nhỏ, tiếng hò hét giao hàng không ngừng. Vương Thanh Sơn vừa đi về phía trước, ánh mắt vừa nhanh chóng lướt qua thứ trên quầy hàng. Hắn đã trúc cơ, thứ bình thường, hắn căn bản chướng mắt. Đây là pháp khí. Vương Thanh Sơn đột nhiên dừng bước, ngồi xổm xuống ở trước một sạp nhỏ. Trên quầy hàng bày mấy cái vỏ sò màu lam thật lớn, mười mấy hạt châu màu lam kích thước không đồng nhất, còn có một chậu nước, trong chậu có mười mấy con trai to bằng bàn tay. Chủ sạp là một lão già áo sam màu xanh hơn 70 tuổi, râu tóc bạc trắng, bên hông treo một cái hồ lô màu xanh, trên người tản mát ra mùi rượu thoang thoảng. Tiền bối hảo nhãn lực, đây là ngọc trai bậc 2 trai ngọc Nguyệt Nha sản xuất, là tài liệu bậc 2 thuộc tính thủy tốt nhất, dùng để luyện khí, luyện đan thậm chí bày trận đều được, chỉ cần 180 khối linh thạch, trai ngọc Nguyệt Nha chất thịt ngon, lấy để làm đồ ăn nhắm rượu thích hợp nhất. Thứ này có thể lấy để bày trận. Ngươi coi ta là trẻ con 3 tuổi sao? Sắc mặt Vương Thanh Sơn lạnh đi, nhíu mày nói. Cảnh nội Ngụy Quốc phần nhiều là đồi núi, sông suối hồ nước cũng không nhiều. Vương Thanh Sơn thường xuyên săn giết yêu thú bên ngoài, còn chưa từng săn giết yêu thú loại trai ngọc. Lão già áo sam màu xanh biến sắc, vội vàng giải thích, vãn bối không dám lừa tiền bối. Ngọc trai trời sinh có thể tụ tập thiên địa linh khí, đương nhiên, hiệu quả khẳng định kém cây tụ linh hoặc đá tụ linh, nhưng dùng ngọc trai luyện vào cờ trận, dùng để bày trận có thể tiết kiệm một ít pháp lực. Đương nhiên, công hiệu lớn nhất của ngọc trai là lấy để dùng ăn, nữ tu sĩ thường xuyên dùng ăn ngọc trai, có hiệu quả dưỡng nhan. 180 khối linh thạch quá đắt rồi, 150 khối, bán hay không? Vương Thanh Sơn có kè mặc cả với lão già áo sam màu xanh, cuối cùng lấy giá 160 khối linh thạch, mua ngọc trai bậc 2 này. Hơn một canh giờ sau, hắn rời khỏi quảng trường đá, trong túi trữ vật đã có thêm một quyển tâm đắc luyện đan. Về tới chỗ ở, Vương Trường Phong nói cho Vương Thanh Sơn một tin tức, hơn một tháng sau có một hội đấu giá, nghe nói có trúc cơ đan xuất hiện. Đại bá, cháu hôm nay mua một viên ngọc trai bậc 2, ngài có thể giúp cháu luyện chế thành một món pháp khí không? Vương Thanh Sơn lấy ra viên ngọc trai mua được kia, đưa cho Vương Trường Phong. Vương Trường Phong cẩn thận xem xét, gật đầu nói, viên ngọc trai này chất lượng không tệ, cháu muốn luyện chế thành pháp khí gì? Pháp khí phòng ngự cửu thúc đã cho cháu hai món, luyện chế một món pháp khí phụ trợ đi. Có thể để cháu trốn ở dưới nước, được không? Không thành vấn đề, bao ở trên người ta, cháu từ nơi nào mua được ngọc trai bậc 2? Bây giờ yêu vật trai ngọc bậc 2 hoang dại cũng không gặp nhiều. Vương Trường Phong không cần nghĩ ngợi đáp ứng, truy hỏi lai lịch ngọc trai. Từ quảng trường bày sạp, mua trên quầy hàng một tu sĩ luyện khí, có lẽ là hắn ngẫu nhiên đạt được đi. Hẳn là, yêu trai ngọc thật lâu mới có thể bồi dưỡng ra một viên ngọc trai bậc 2 này, ít nhất cần mười mấy năm mới có thể bồi dưỡng ra. Vương gia bảo, tiểu viện nào đó cửa chính mở rộng. Trong sân trồng một mảng lớn linh hoa đủ mọi màu sắc, một mảng lớn ong mật màu đỏ thu thập mật trong biển hoa, còn có hai cây đào. Dưới một cây đào trong đó treo một cái tổ ong to như cái cối xay, thỉnh, thoảng có ong mật màu đỏ bay vào bay ra. Trong đình đá cách đó không xa, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm. Vương Trường Nguyệt bưng một cái khay, từ trong phòng đi ra. Ca, tẩu tử, để hai người chờ rồi, nếm thử bánh hoa đào ta tự tay làm, thêm vào linh mật. Hương vị hơi ngọt một chút. Nàng đặt xuống hai đĩa điểm tâm cùng một ấm linh trà, cười mỉm nói. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cũng không khách khí, đều cầm lấy một cái bánh nếm một miếng. Trường Nguyệt, bánh hoa đào này của muội quá ngọt rồi. Muội không thấy thế, muội cảm thấy rất dễ ăn. Vương Trường Nguyệt lườm Vương Trường Sinh một cái, tức giận nói, vẫn là tẩu tử hiểu món ngon, nếu không phải hai người đến, muội còn không nỡ lấy linh mật chế tác bánh hoa đào đâu. Hỏa Vân Phong quanh năm suốt tháng cũng không sản xuất ra bao nhiêu linh mật. Ta nói sao muội lại thuần dưỡng linh trùng, hóa ra là vì linh mật. Vương Trường Sinh trêu. Mặt Vương Trường Nguyệt ửng đỏ, giải thích, ai nói, Hỏa Vân Phong rất lợi hại, chẳng những có thể phóng thích pháp thuật hệ hỏa công kích kẻ địch, còn có thể căn cứ mùi tìm người. Ong chúa sau khi ăn vào một lọ tự linh hoàn,
đã tiến vào bậc 2. Nàng vỗ túi linh thú, một con ong khổng lồ màu đỏ to bằng cối xay bay ra, toàn thân màu đỏ. Lưng mọc hai đôi cánh mỏng màu đỏ, phần đuôi mập mạp, một đôi răng nanh lộ ở bên ngoài, dữ tợn dị thường. Muội nói phóng thích pháp thuật hệ hỏa công kích kẻ địch ta tin, nhưng căn cứ mùi tìm người, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói Linh Phong có bản lãnh này. Vương Trường Sinh cũng không tin cách nói này. Các bạn đang nghe truyện Thanh Liên Chi Đỉnh của tác giả Tiêu Thập Nhất Mạc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 387, Triệu gia của Triệu gia lĩnh. Vương Trường Nguyệt gật gật đầu, tràn đầy tự tin nói, đương nhiên có thể, nhưng cần bôi ở trên thân người đó một ít linh mật Hỏa Vân Phong sản xuất. Muội biết ca ca nuôi một con song đồng thử bậc 2, nhưng nó quá béo, nếu để nó theo dõi kẻ địch, rất dễ dàng bị người ta phát hiện. Hỏa Vân Phong bậc 1 tương đối nhỏ, không dễ bị phát hiện. Vương Trường Sinh mỉm cười, không tranh cãi với Vương Trường Nguyệt. Đúng lúc này, Vương Minh Giang đi đến, cười nói, Trường Sinh, thì ra các cháu đều ở đây, ta nói sao tìm không thấy các cháu. Làm sao vậy? Nhị thập nhất thúc là xuất hiện thị huyết hoàng phải không? Vương Minh Giang lắc lắc đầu, đưa cho Vương Trường Sinh một quyển trục màu xanh, nói, người này là phản đồ của Thái Nhất Tiên Môn, giết hại đồng môn bỏ chạy, Bách Linh Môn bảo chúng ta hỗ trợ truy bắt người này. Vương Trường Sinh mở ra quyển trục màu xanh nhìn, bên trên là một thanh niên áo sa màu xanh mày kiếm mắt sáng, phía dưới có một hàng chữ nhỏ. Trần Thanh Thư, trúc cơ tầng 8, kiếm tu, sử dụng một bộ phi kiếm màu xanh, đã bị đội chấp pháp đánh bị thương nặng, phàm là ai đánh chết người này, có thể bằng vào thân phận lệnh bài hoặc là đầu người này, vô luận nam nữ già trẻ, đều có thể bái vào Thái Nhất Tiên Môn. Chỉ giới hạn một người, nếu không muốn bái vào Thái Nhất Tiên Môn, thưởng cho 5 vạn linh thạch. Người này lai lịch thế nào? Giết hắn có thể bái vào Thái Nhất Tiên Môn. Hắn là nhân sĩ Ngụy Quốc. Vương Trường Sinh kinh ngạc nói. Nghe đệ tử Bách Linh Môn truyền tin nói, người này giết hại hậu duệ một vị trưởng lão Nguyên Anh của Thái Nhất Tiên Môn. Thái Nhất Tiên Môn lúc này mới tuyên bố lệnh truy nã, chưa nghe nói người này là tu sĩ Ngụy Quốc. Nếu có thể tìm được người này, giết chết hắn, vậy không còn gì tốt hơn. Biển người mờ mịt, tìm như thế nào? Truyền xuống bức tranh người này, bảo tộc nhân bên ngoài xem xét, hy vọng có thể tìm được người này, tìm không thấy thì thôi. Đúng rồi, nhị thập nhất thúc, đám người đại ca sao đi lâu như vậy? Cũng gần 3 tháng rồi, còn chưa trở về. Có thể đã xảy ra chuyện hay không? Vương Minh Giang lắc lắc đầu, hẳn là không thể nào. Trên người bọn họ mang theo nhiều con rối thú bậc 2, trừ phi gặp nhiều người phục kích, hẳn là có việc trì hoãn đi. Hy vọng là thế. Đến, nhị thập nhất thúc, nếm thử bánh hoa đào Trường Nguyệt làm. Vương Minh Giang cũng không khách khí, ngồi xuống trên ghế đá, cầm lấy một miếng bánh đưa vào miệng. Thành Thương Lan, Thiên Bảo Lâu, ở cửa xếp thành hàng dài, lượng lớn tu sĩ xếp hàng tiến vào Thiên Bảo Lâu. Ba người bọn Vương Trường Phong giao nộp một khoản phí dụng, đi vào Thiên Bảo Lâu, ngồi xuống vị trí gần phía trước. Giá linh cốc cảnh nội sở quốc ở cao không giảm, một lần này buôn bán linh cốc, bọn họ kiếm một khoản lớn, vừa lúc thừa dịp hội đấu giá lần này, mua một ít thứ thích hợp. Giữa hội trường đấu giá là một đài cao hình vòng tròn, bốn phía là những chiếc ghế, trên lầu có ghế lô riêng. Lục tục có người tu tiên tiến vào hội trường đấu giá, Vương Thanh Sơn mở to hai mắt, sắc mặt âm trầm xuống, truyền âm nói cho Vương Trường Phong, đại bá, là con em Triệu gia lĩnh Triệu gia. Vương Trường Phong nhìn theo hướng Vương Thanh Sơn chỉ thấy hai nam hai nữ bốn tu sĩ trúc cơ từ hành lang lầu 2 đi qua, trên ống tay áo bọn họ có một hình ngọn núi xanh. Lúc trước Sở Quốc xâm nhập Ngụy Quốc, Triệu gia lĩnh Triệu gia dẫn người tập kích Vương gia, nhiều vị tộc nhân đám người Vương Diệu Tổ chết thảm ở trên tay tu sĩ Triệu gia. Mấy năm nay, Vương gia luôn muốn báo thù, bọn họ từng âm thầm điều tra Triệu gia. Triệu gia lập tộc gần ngàn năm, nhiều con em bái vào kiếm cung, chỉ là tu sĩ trúc cơ ở bề ngoài, đã có nhiều tới 8 người, thực lực cường đại. Quan trọng nhất là, nơi Triệu gia trú đóng cách kiếm cung không phải quá xa, tộc nhân Vương gia chỉ có thể tạm thời chôn thù hận ở trong lòng. Vương Thanh Sơn luôn nhớ kỹ việc này, hắn mãi không thể quên được đêm đó, tộc nhân lần lượt ngã trong vũng máu, tộc lão giảng bài cho hắn cũng chết ở trên tay kẻ địch. Nơi này là Sở Quốc, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Vương Trường Phong nhíu mày, truyền âm dặn dò. Bọn họ chuyến này là vì buôn bán linh cốc, mà không phải trả thù,
đối phương 4 trúc cơ, tu vi hơn xa 3 người bọn họ, động thủ, chịu thiệt vẫn là bọn họ. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, đáp ứng. Sau thời gian một chén trà nhỏ, hội đấu giá bắt đầu, chủ trì hội đấu giá là một nam tử trung niên tên Ngụy Nguyên, trúc cơ tầng 2. Ngụy Nguyên nói sơ qua một lần quy tắc của hội đấu giá, liền bắt đầu bán đấu giá. Vật phẩm bán đấu giá đầu tiên, bộ pháp khí kim xà tiêu, tổng cộng có 4 cái, mỗi một cái đều là pháp khí hạ phẩm, giá khởi điểm 500 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100. 500, 500 rưỡi, 600, tiếng ra giá không dứt bên tai, bộ pháp khí này cuối cùng lấy giá 1.300 khối linh thạch hoàn thành giao dịch. Ngụy Nguyên lục tục lấy ra vật phẩm bán đấu giá, đan dược, pháp khí, phù triện, tài liệu, mỗi một món thương phẩm chất lượng đều không tệ, Triệu Gia ra tay đấu giá 2 khối khoáng thạch kim loại. Một tấm thú hồn phù bậc 2 trung phẩm, có thể huyễn hóa ra hỏa viêm hổ bậc 2 trung phẩm công kích kẻ địch. Có thể phát huy ra 8 phần thực lực của bản thể, giá khởi điểm 500 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 khối. Ngụy Nguyên giơ một lá bùa lập lòe ánh sáng màu đỏ, cao giọng nói, bề mặt lá bùa có hình một con hổ. 500, 600, 700. Trải qua nhiều lần ra giá, Vương Thanh Sơn lấy 1.400 khối linh thạch, đấu giá được tấm thú hồn phù bậc 2 trung phẩm này. Kế tiếp, Ngụy Nguyên lấy ra nhiều món vật phẩm bán đấu giá, đều đấu được giá cao, không khí hội trường sôi nổi hẳn lên. Kế tiếp là thời gian vật phẩm bán đấu giá áp trục. Vật phẩm bán đấu giá áp trục đầu tiên, 5 bình tử ngọc linh thủy, giá khởi điểm 1.000 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 200. Tử ngọc linh thủy cũng có thể phụ trợ trùng kích trúc cơ, hiệu quả không tốt bằng trúc cơ đan, nhưng vẫn dẫn tới nhiều người cạnh tranh đấu giá. Vương Trường Phong lấy 1.000 khối linh thạch, đấu được một lọ tử ngọc linh thủy, Triệu Gia một hơi đấu được 3 bình tử ngọc linh thủy, lắm tiền chịu chi. Vật phẩm bán đấu giá áp trục thứ 2, 2 viên trúc cơ đan, tách ra đấu giá, giá khởi điểm 1.000 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 khối. Chương 388, Tề Vân Dân cùng Tề San San. Trúc cơ đan cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, Vương Trường Phong cũng tham dự đấu giá, bởi vì người khác báo giá quá cao, hắn không tiếp tục tăng giá. 2 viên trúc cơ đan phân biệt lấy giá 4.600.000 khối linh thạch cùng 5.000 khối linh thạch hoàn thành giao dịch, Triệu Gia đấu được 1 viên trúc cơ đan. Vật phẩm bán đấu giá áp trục thứ 3, một bộ cờ trận truyền tống trận loại nhỏ. Phạm vi truyền tống ở trong vòng vạn dặm, giá khởi điểm 2.000.000 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 3.000. Ngụy Nguyên chỉ vào hơn 100 cây cờ trận nói, truyền tống trận. Ánh mắt Vương Trường Phong sáng ngời, trong lòng mừng rỡ. Vương gia bây giờ khống chế không ít địa bàn, linh mạch kia của Hồng Diệp Lĩnh, Vương gia bảo, hang động trong lòng đất Vân Châu, ba nơi này cách nhau khá xa, lui tới không tiện. Bởi vì số lượng tu sĩ trúc cơ không phải đặc biệt nhiều, Vương gia phái một ít tu sĩ luyện khí mang theo con rối bậc 2 trông coi, chỉ gieo trồng một ít linh cốc cấp thấp. Nếu muốn cam đoan Hồng Diệp Lĩnh an toàn, ít nhất cần 2 tu sĩ trúc cơ trấn thủ, nhưng khoảng cách quá xa. Một khi có địch nhân tập kích, trợ giúp cực kỳ bất tiện, nếu đấu giá được bộ truyền tống trận này, vậy không còn gì tốt hơn. 2.000.000, 2.3.000, 2.8.000. So với vật phẩm bán đấu giá trước đó mà nói, người ra giá đấu bộ truyền tống trận này ít hơn rất nhiều. Giá liên tiếp kéo lên, không bao lâu sau, giá liền tăng tới 4.000.000 linh thạch. 5.000.000, Vương Trường Phong cao giọng hô, sắc mặt nghiêm túc. 6.000.000. Một giọng nam tử tràn đầy trung khí từ ghế lô chỗ Triệu Gia truyền đến. Triệu Trung Hiền là người dẫn đội lần này, trúc cơ tầng 4, trừ hắn, còn có 3 tộc nhân trúc cơ tầng 2. 7.000.000, Vương Trường Phong không chút nhượng bộ truyền tống trận này, hắn bắt buộc phải có. Triệu Trung Hiền nhíu mày, trầm ngâm một lát, mở miệng hô, 7.500.000, mong đạo hữu nể mặt Triệu Gia lĩnh Triệu Gia chúng ta một lần, Triệu Gia chúng ta vô cùng cảm kích. Đối phương tăng giá quá dữ, hắn không thể không báo ra gia môn để dọa đối phương. 8.000.000, Vương Trường Phong coi như chưa nghe thấy, lại thêm 5.000 khối linh thạch. 8.000.000 khối linh thạch cũng đủ mua một món tài liệu bậc 3 không tệ rồi. 8.500.000, giọng điệu Triệu Trung Hiền trở nên trầm trọng một chút. Vương Trường Phong nhíu mày, lần này bán linh cốc kiếm không ít linh thạch, nhưng trên người hắn không lấy ra được nhiều linh thạch như vậy. Nếu bảo Vương Trường Hải hỗ trợ, có lẽ có thể gom đủ 8.500.000 khối linh thạch,
nhưng khó bảo đảm Triệu gia sẽ không tiếp tục tăng giá, mặt hắn lộ vẻ do dự. Đại ca, không thể tiếp tục tăng giá, đã có không ít người chú ý tới chúng ta. Vương Trường Hào truyền âm khuyên nhủ, ánh mắt Vương Trường Phong xoay chuyển, gật đầu đáp ứng, không mở miệng nữa. Triệu Trung Hiền tự nhiên không lấy ra được nhiều linh thạch như vậy, nhưng hắn lấy ra nhiều viên yêu đan bậc 2 cùng một lô tài liệu bậc 2 bán đấu giá, miễn cưỡng gom đủ 8 vạn 5 ngàn khối linh thạch. Vật phẩm bán đấu giá áp trục thứ tư, một khối thiết tinh, nặng 4 lượng, có thể dùng cho luyện chế bản mạng pháp khí. Giá khởi điểm 1 vạn khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 ngàn khối linh thạch. Tài liệu bậc 3 cạnh tranh rất kịch liệt, Vương Trường Phong lấy giá cao 4-5 vạn khối linh thạch, đấu giá được khối thiết tinh này. Vương Thanh Sơn là kiếm tu, có thể dùng khối thiết tinh này luyện chế một thanh bản mạng phi kiếm. Đấu giá xong khối thiết tinh này, hội đấu giá cũng liền kết thúc. Đám người tu tiên lục tục rời khỏi hội trường. Về tới chỗ ở, Vương Trường Phong nói với Vương Trường Hào cùng Vương Thanh Sơn, ta muốn xuống tay với người Triệu gia, các ngươi cảm thấy thế nào? Chúng ta chuyến này cầm theo 8 con rối thú bậc 2, có phần thắng nhất định, nhưng ta không đề nghị làm như vậy. Truyền tống trận tất nhiên quý giá, nhưng nhỡ đâu xảy ra sai lầm, mạng nhỏ chúng ta khó có thể bảo toàn, ai biết bọn họ có con bài chưa lật gì. Nơi này là Sở Quốc, không phải Ngụy Quốc, thôi. Vương Trường Hào nghiêm túc suy tư thật lâu, từ chối đề nghị của Vương Trường Phong. Ta đồng ý ý kiến của Thập Bát Thúc, bằng vào 8 con rối thú bậc 2 trên tay chúng ta có phần thắng nhất định. Nhưng một khi bị một người chạy thoát, đối phương theo manh mối con rối thú, khẳng định có thể tra tới trên người vương gia chúng ta. Gia tộc tu tiên có được nhiều con rối thú bậc 2 như vậy cũng không nhiều, rất dễ dàng tra tới trên người vương gia chúng ta. Bây giờ hai nước hợp tác đối kháng ma đạo, chúng ta ở trên đất Sở Quốc giết người đoạt bảo, Sở Quốc truy cứu, vậy phiền toái. Thật ra chủ yếu là chúng ta không đủ thực lực, nếu cửu thúc cửu thẩm ở đây, bọn họ khẳng định không chạy thoát. Đại bá, hay là thôi đi. Vương Thanh Sơn cũng không đồng ý động thủ đối với Triệu gia, không có cách nào cả, ba người bọn họ thực lực quá yếu, một khi chạy mất một người, vương gia đều sẽ có phiền toái. Vương Trường Phong nhắm hai mắt, hít sâu mấy hơi, bình ổn sao động trong lòng, gật đầu nói, các ngươi nói rất đúng. Lần này buông tha Triệu gia trước, thời gian chúng ta dừng lại ở đây cũng không ngắn nữa, trở về nhanh một chút đi. Miễn cho đám người nhị thập nhất thúc lo lắng. Ra khỏi phường thị, bọn họ thả ra thanh lân mã, chạy về phía Ngụy Quốc. Cánh rừng rậm màu đen nào đó, một nam một nữ nhanh chóng chạy đi, vẻ mặt kích động. Nam râu tóc bạc trắng, mặc trường bào màu xanh, cầm trên tay một cái hồ lô màu xanh, thỉnh thoảng chút vào trong miệng hai ngụm. Nữ mi thanh mục tú, làn da trắng như tuyết, dáng người có chút gầy, mặc váy dài màu lam. Ra ra, là khi nào rồi, ngài còn uống rượu? Nữ tử nhíu lại hàng lông mày lá liễu, thầm oán. Hôm nay là ngày hội đấu giá tổ chức, bọn họ cần bận tham gia hội đấu giá, chúng ta đột nhiên rời khỏi thành Thương Lan. Hơn nữa còn dùng một tấm thổ độn phù, bọn họ khẳng định đuổi không kịp, cháu cứ yên tâm đi. Chạy hơn nửa canh giờ, cũng không thấy bọn họ đuổi theo, ra ra lên cơn thèm rượu, chỉ uống hai ngụm. Lão già áo bào màu xanh vừa nói, vừa chút vào trong miệng hai ngụm linh tửu, trên mặt lộ ra biểu cảm say mê. Vừa dứt lời, một giọng nam tử tràn ngập, châm chọc chợt vang lên, thật không? Ai cho người tự tin? Một tấm thổ độn phù đã muốn cắt đuôi chúng ta, coi chúng ta là thùng cơm sao? Một thanh niên áo sa màu xanh dáng người cao gầy ngồi ở trên lưng một con chim điêu khổng lồ màu xanh hình thể thật lớn, vẻ mặt lạnh lùng nhìn hai ông cháu phía dưới. Các bạn đang nghe truyện Thanh Liên Chi Đỉnh của tác giả Tiêu Thập Nhất Mạc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 389, Diệt Sát 1. Ở bên cạnh hắn còn có mấy thanh niên, bọn họ đều là cưỡi ở trên lưng chim điêu khổng lồ màu xanh. Các ngươi sao có khả năng truy tung được vị trí chúng ta? Lão già áo bào màu xanh trợn mắt há hốc mồm, lão tựa như chú ý tới cái gì, quay đầu nhìn về phía sau. Trên thân cây to nào đó, hai con chim nhỏ màu xanh to bằng bàn tay đang đậu, con chim nhỏ màu xanh có phần đuôi cực dài. Thanh mi điểu, trách không được các ngươi ngày đó mang thanh mi điểu cho ta tra xét, thì ra là bẫy. Hừ, muốn trách thì trách ngươi quá thích uống rượu. Tề Vân Dân, quy thuận Triệu gia chúng ta không tốt sao? Tề gia các ngươi đã diệt vong,
quy thuận Lý gia chúng ta, thuần dưỡng linh thú cùng linh ngư cho chúng ta sẽ không bạc đãi các người. Sắc mặt thiếu nữ váy lam nhất thời lạnh đi, không chút khách khí mắng, thù diệt tộc không đội trời chung, ta cùng gia gia sẽ không làm việc cho kẻ thù. Là thị huyết hoàng diệt Tề gia các ngươi, không phải Lý gia chúng ta, cá lớn nuốt cá bé, nếu không phải đám người cha ngươi không biết điều, cũng sẽ không chết. Ta cho các ngươi một lần cơ hội nữa, hoặc là quy thuận Lý gia chúng ta, hoặc là chết. Ngươi đừng mơ, Tề San San ta cho dù chết, cũng sẽ không. Nàng còn chưa dứt lời, đã bị Tề Vân Dân bịt kín miệng. Lý tiền bối, nếu là chúng ta quy thuận Lý gia, các ngươi thật sự không dòng ngó chúng ta nữa, bao gồm giúp San San trúc cơ. Đương nhiên, hai ông cháu các ngươi am hiểu thuần dưỡng linh thú cùng linh ngư, chúng ta đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Thanh niên áo sa màu xanh cười nói, trong lòng cười lạnh nói, một đống tuổi sống đến trên thân chó, chờ các ngươi không còn giá trị lợi dụng, chính là lúc các ngươi chết. Được, chúng ta nguyện ý quy thuận Lý gia, nhưng lão hủ có một yêu cầu, mong Lý tiền bối đáp ứng. Tề Vân Dân tay phải che miệng Tề San San, hơn nữa che tầm mắt thanh niên áo sa màu xanh. Nhân cơ hội này, Tề San San từ trong túi chữ vật lấy ra một lá bùa lập lòe ánh sáng màu đỏ. Điều kiện gì? Lưu lại mạng chó của ngươi. Tề San San hung tợn nói, vung ra lá bùa màu đỏ trong tay, lá bùa màu đỏ nổ tung, hóa thành một con dao long lửa màu đỏ hình thể thật lớn, dương nanh múa vuốt đánh về phía đám người thanh niên áo sa màu xanh. Không ổn, hỏa giao phù bậc 2. Thanh niên áo sa màu xanh khẽ biến sắc, vội vàng lấy ra một tấm khiên màu xanh, gặp gió phình, to che ở trước người. Dao long lửa màu đỏ đánh vào trên tấm khiên màu xanh, nhất thời bộc phát ra một tiếng vang lớn đinh tai nhức óc, hóa thành một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ. Ba hơi thở sau, ngọn lửa màu đỏ tán loạn biến mất, hai ông cháu cũng biến mất không thấy nữa. Lại là thổ độn phù, chia ra đuổi, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, lại tìm được chúng, lập tức giết chúng. Vâng. Trên đồng bằng mênh mông vô bờ nào đó, 10 người bọn Vương Trường Phong đang giục ngựa chạy như điên, tốc độ cực nhanh. Vương Trường Phong ở trước nhất, gió lạnh gào thét thổi qua bên tai. Đột nhiên, phía trước cách mười mấy trượng, mặt đất sáng lên từng đợt ánh sáng màu vàng, phập phồng lên xuống. Không ổn, địch tấn công, cẩn thận đề phòng. Vương Trường Phong biến sắc, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, ghim ngựa ngừng lại, người khác đều dừng lại. Ầm, hai bóng người chật vật từ lòng đất chui ra, một già một trẻ, chính là hai ông cháu Tề Vân Dân. Nhìn thấy đám người Vương Trường Phong, sắc mặt Tề Vân Dân biến đổi hẳn, thật sự là cửa trước gặp sói, cửa sau gặp hổ, vận khí bọn họ cũng quá kém rồi nhỉ. Ồ, là ngươi. Vương Thanh Sơn khẽ ồ một tiếng, hắn nhận ra Tề Vân Dân, chính là Tề Vân Dân bán cho hắn một viên ngọc trai bậc 2. Vương Trường Phong nhìn về phía Vương Thanh Sơn, trầm giọng hỏi, Thanh Sơn, cháu biết bọn họ, không tính là quen biết. Đại bá, viên ngọc trai bậc 2 kia chính là hắn bán cho cháu, trên người hắn có thể còn có. Nhìn thấy đám người ánh mắt không tốt của Vương Trường Phong, trong lòng Tề Vân Dân thầm kêu không ổn, trên mặt hiện ra một nụ cười, khách khí nói, các vị tiền bối, lão hủ là con em Triệu gia lĩnh Triệu gia. Bây giờ chúng ta đang bị người ta đuổi giết, phiền tiền bối vươn tay giúp đỡ, vãn bối sau khi trở về, nhất định bẩm rõ gia chủ, cảm tạ đàng hoàng ân cứu mạng của các vị tiền bối. Vì giữ mạng, hắn không thể không nâng ra Triệu gia, hy vọng có thể dọa được đám người này. Vương Trường Phong nheo đôi mắt lại, nghiêm nghị hỏi, Triệu gia lĩnh Triệu gia. Thật, thật. Tề Vân Dân đang muốn gật đầu đáp lại, nhưng hắn nhìn thấy mặt ba người bọn Vương Trường Phong lộ vẻ không tốt, trong lòng thầm kêu không ổn. Đúng lúc này, mấy luồng thanh quang xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng bay về phía bọn họ đang đứng. Không bao lâu sau, thanh quang ngừng lại ở trên không đỉnh đầu bọn họ, chính là đám người Lý gia truy kích hai ông cháu Tề Vân Dân. Cầm đầu là Lý Vân Tinh của Lý gia, trúc cơ tầng 2. Nhìn thấy đám người Vương Trường Phong, trong lòng Lý Vân Tinh chấn động, không dám hạ xuống. Tại hạ Thiên Vân Sơn Lý gia Lý Vân Tinh, không biết các vị đạo hữu xưng hô như thế nào. Lý Vân Tinh chắp tay nói, giọng điệu thành khẩn. Thiên Vân Sơn Lý gia, chưa từng nghe nói, Lý đạo hữu có gì chỉ giáo sao? Giọng điệu Vương Trường Phong tương đối bình thản, nếu không phải Lý Vân Tinh đã đến, hắn đã sớm động thủ giết hai ông cháu Tề Vân Dân. Hai người này giết hại tộc nhân Lý gia chúng ta, tại hạ đang muốn đưa bọn họ về trong tộc thẩm vấn, còn xin đạo hữu tạo điều tiện. Vương Trường Phong lộ ra vẻ mặt kinh ngạc,
cẩn thận đánh giá một lần hai ông cháu Tề Vân Dân, chợt hiểu ra. Xem bộ dạng, bọn họ hẳn là không phải người Triệu gia giàu có chịu chi, tộc nhân bọn họ không đến mức lưu lạc đến mức bày sạp bán thương phẩm. Với lại, Quang Minh chính đại đuổi giết con em Triệu gia, một khi sự việc bại lộ, mối họa vô cùng. Hắn nói bọn họ là con em Triệu gia lĩnh Triệu gia, các ngươi lầm rồi phải không? Vương Thanh Sơn chỉ vào Tề Vân Dân nói, hắn cũng đã nhìn ra, Tề Vân Dân hẳn là không phải con em Triệu gia, xem vẻ mặt hoảng sợ trên mặt cùng trang phục hai ông cháu Tề Vân Dân. Căn bản không giống như con em Triệu gia, hắn từng gặp con em Triệu gia, ai cũng tràn ngập tự tin, mặc quần áo gấm vóc. Lý Vân Tinh cười khẩy nói, hừ, bọn họ là nói dối. Ngươi nói bọn họ nói dối chính là nói dối. Ngươi có chứng cứ gì? Ai biết các ngươi có phải giả mạo không? Vương Trường Phong hỏi ngược lại. Chương 390, Diệt Sát 2. Hê hê, Lý gia chúng ta là thông gia của Triệu gia, cô ta Lý Tinh Nguyệt là song tu đạo lữ của gia chủ Triệu gia, việc này rất nhiều người đều biết. Nghe khẩu âm đạo hữu, ngươi không phải nhân sĩ Sở Quốc nhỉ? Ngươi chưa từng nghe nói cũng rất bình thường. Nghe đến đó, Tề Vân Dân đảo trong mắt, trên mặt lộ ra biểu cảm phẫn nộ, nói, hừ, ta quả thật không phải con em Triệu gia. Lý gia các ngươi lạm sát kẻ vô tội, diệt cả nhà Tề gia chúng ta cho dù chết, cũng sẽ không theo các ngươi trở về. Vương Trường Phong nheo đôi mắt lại, trên mặt lộ ra vẻ hòa ái, vẻ mặt ôn hòa nói, các ngươi quả nhiên là thông gia của Triệu gia, có chứng cớ hay không? Không có chứng cớ, ta không thể tùy tiện giao bọn họ cho các ngươi, nhỡ đâu các ngươi là đối thủ của Triệu gia, giết hại con em Triệu gia, truyền gia, chúng ta chẳng phải là gặp xui xẻo. Lý Vân Tinh thấy Vương Trường Phong vẻ mặt hòa ái, mặt lộ vẻ do dự. Đối phương có ba tu sĩ trúc cơ, một khi động thủ, hắn chưa chắc là đối thủ, ở bầu trời, hắn có thể chạy trốn bất cứ lúc nào, nếu trên mặt đất, vậy không nhất định. Hừ, ta thấy các ngươi căn bản không phải thông gia của Triệu gia, trong lòng có quỷ, sợ là tà tu đi. Vương Trường Hào cười lạnh nói, trên mặt lộ ra biểu cảm hoài nghi. Bàn tay Tề Vân Dân lặng lẽ sờ tới túi chữ vật bên hông, đúng lúc này, ba thanh phi kiếm màu xanh bay về phía hắn. Tháo túi chữ vật xuống, ném trên mặt đất, nếu không, ta cũng sẽ không khách khí với các ngươi. Vương Thanh Sơn lạnh lùng nói, trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh lẽo. Tề Vân Dân bị dọa giật mình một cái, vội vàng tháo xuống túi chữ vật bên hông, ném dưới đất, Tề San San cũng tương tự. Trên mặt bọn họ tràn đầy u sầu, xem ra, hôm nay là giữ nhiều lành ít rồi. Vương Thanh Sơn vẫy tay, một sợi dây thừng màu xanh bắn ra, nhanh chóng cuốn lấy thân thể Tề Vân Dân cùng Tề San San. Vương Trường Phong nhìn Lý Vân Tinh, thần thức khai hỏa toàn bộ, lan tràn đi xung quanh. Trúc cơ tầng 3, thần thức có thể bao trùm 3 dặm. Rất nhanh, hắn đã điều tra xong, trong 3 dặm không có tu sĩ khác. Môi Vương Trường Phong khẽ nhúc nhích vài cái, Vương Thanh Sơn và Vương Trường Hào gật gật đầu. Lý Vân Tinh chau mày, vội vàng bay cao hơn chút. Lý Đạo Hữu, chúng ta có thể giao bọn họ cho ngươi, nhưng các ngươi cũng không thể để chúng ta bận rộn vô ích một hồi, cũng phải cho chúng ta một ít chỗ tốt chứ. Nghe xong lời này, trong lòng Lý Vân Tinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười nói, được mà, thập đệ, thập nhị đệ. Các ngươi đi xuống, cho ba vị đạo hữu một ít linh thạch, cũng đưa Tề Vân Dân cùng Tề San San đi. Hai tu sĩ luyện khí đáp lại một tiếng, khống chế linh cầm hạ xuống mặt đất. Một người trong đó bước nhanh đi đến trước mặt Vương Trường Phong, lấy ra một cái túi chữ vật màu xanh, hai tay đưa cho Vương Trường Phong. Nhân cơ hội này, Vương Trường Phong đột nhiên bùng nổ, lúc đón lấy túi chữ vật, đột nhiên lấy ra một lá bùa ánh vàng rực rỡ, hóa thành mấy trăm thanh kiếm nhỏ màu vàng, chém về phía Lý Vân Tinh. Cùng lúc đó, Vương Trường Hào và Vương Thanh Sơn đều thả ra hai con rối thú phi hành bậc 2, há mồm phun ra mấy chục lưỡi đao lửa màu đỏ. Tộc nhân khác của Vương gia thi nhau lấy ra linh khí, công kích hai tu sĩ Lý gia. Trong lòng Lý Vân Tinh thầm kêu không tốt, vội vàng lấy ra một tấm khiên màu xanh, vòng quanh hắn bay lộn không ngừng. Một đợt tiếng kim loại vang lên keng keng, mấy trăm thanh kiếm nhỏ màu vàng đánh ở trên tấm khiên màu xanh, tấm khiên màu xanh đều cản được, mặt ngoài xuất hiện một ít vết nứt nhỏ. Một làn sóng nhiệt nóng rực đập vào mặt, có mấy con mãng xà lửa màu đỏ to bằng vòng eo bổ nhào đến, đánh vào trên tấm khiên màu xanh, lửa cuồn cuộn. Tiếng xe gió xẹt xẹt vang to, mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh bắn nhanh đến,
tuy chưa thể phá hủy tấm khiên màu xanh, nhưng chim điêu khổng lồ màu xanh dưới thân Lý Vân Tinh bị mấy chục thanh phi kiếm màu xanh đánh trúng, máu chảy không dừng. Hắn còn có thể giữ được tính mạng, hai đồng bạn lại không có vận khí tốt như vậy, bị phi kiếm màu xanh xuyên thủng thân thể. Lý Vân Tinh không dám ham chiến, thúc giục chim điêu khổng lồ màu xanh dưới thân chạy trốn. Nhưng chim điêu khổng lồ màu xanh còn chưa bay ra bao xa, đã bị bốn con rối thú phi hành bậc 2 ngăn cản đường đi. Bốn con rối thú phi hành bậc 2 đều há mồm, phun ra mấy chục lưỡi đao lửa màu đỏ, tranh nhau đánh ở trên tấm khiên màu xanh, phát ra một đợt tiếng vang trầm bùm bùm, vết nứt càng lúc càng lớn. Lý Vân Tinh sợ tới mức hồn vía lên mây, vội vàng vỗ lên trên người một lá bùa bậc 2, thanh quang lóe lên, ngoài thân có thêm một vòng bảo hộ màu xanh như nhím biển. Chém cho ta. Một giọng nam tử lạnh lùng vang lên, một thanh kiếm khổng lồ màu xanh dài hơn một trượng hung hăng bổ lên trên tấm khiên màu xanh, tấm khiên màu xanh bị chém vỡ. Keng! Thanh kiếm khổng lồ màu xanh bị vòng bảo hộ màu xanh chặn lại, nhưng đúng lúc này, một quả cầu lửa cỡ lớn to bằng căn phòng đập đến. Ầm! Một tiếng nổ đinh tai nhức óc, lửa cuồn cuộn bao phủ bóng người Lý Vân Tinh. Ánh mắt Vương Thanh Sơn chợt lạnh, bắt pháp quyết, trong ngọn lửa màu đỏ sáng lên thanh quang chói mắt, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lý Vân Tinh và Linh Cầm bị chém làm hai mảnh. Trong mắt Vương Trường Phong chợt lóe lên sự ngạc nhiên, kiếm tu không hổ là vô địch cùng cấp, hắn còn phải tốn không ít sức mới có thể tiêu diệt Lý Vân Tinh đó. Vương Thanh Sơn bắt pháp quyết, thanh kiếm khổng lồ màu xanh hóa thành ba thanh phi kiếm màu xanh, bay vào ống tay áo hắn biến mất. Giết bọn họ, chỉ có người chết mới có thể giữ được bí mật. Vương Trường Phong nhìn phía Tề Vân Dân cùng Tề San San, lạnh lùng nói. Bọn họ ở trên hội đấu giá nhìn thấy kẻ thù Triệu Gia lại đấu giá cạnh tranh truyền tống trận với họ. Hắn đã sớm nghẹn đầy một bụng tức, vừa lúc Lý Vân Tinh đưa lên cửa, xung quanh lại không có tu sĩ trúc cơ khác, hắn tự nhiên sẽ hạ sát thủ. Hắn cũng sẽ không cứ như vậy thả Tề Vân Dân cùng Tề San San rời khỏi, chỉ có người chết mới có thể giữ được bí mật. Tiền bối chậm đã, trên người lão hủ có trai Ngọc Nguyệt Nha bậc 2, lão hủ biết thuần dưỡng linh thú. San San biết thuần dưỡng linh ngư linh trai, chúng ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho tiền bối, còn xin tiền bối tha chúng ta một mạng. Tề Vân Dân sợ tới mức dùng mình một cái, vội vàng la lớn. Các bạn vừa nghe xong tập 39 của bộ truyện Thanh Liên Chi Đỉnh của tác giả Tiêu Thập Nhất Mạc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.